Tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Canh Tý trưởng thành, tự lập sớm nhưng những người Canh Tý trưởng thành tự lập sớm hơn những người khác, vì vậy cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi, điều đó giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Họ cả đời sống trong an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý có cái tôi khá cao, họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như có ai cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội với gia đình, bạn bè. Với gia đình, bạn bè, họ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Canh Tý, sinh năm 1990. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của các gia chủ tuổi Canh Tý trong nửa cuối năm 2021. Vận trình của Canh Tý trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy có nhiều năm kinh nghiệm. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong năm Tân Sửu. Xem tử vi của ông bà tuổi Canh Tý trong nửa cuối năm 2021, nhờ tác động của cục diện nhị hợp cũng như thái tuế và tuế can hình thành nên cục diện sát ấn tương sinh, nên về cơ bản, ông bà sinh năm 1960 sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong thời gian này. Ông bà được hưởng lợi nhiều về tham gia các công việc hợp tác, chấp pháp, có cơ hội được trọng dụng. Nhân duyên trong thời điểm này cũng khá tốt, cũng là yếu tố giúp ông bà thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, nâng đỡ của bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn mà ông bà cũng đã khá cao tuổi nên sức khỏe dễ chịu, ảnh hưởng, tinh thần thường rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi. Vậy nên để mọi việc có thể viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Canh Tý nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Canh Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi nửa cuối năm 2021, sự nghiệp của ông bà tuổi Canh Tý có những bước phát triển nhất định. Ông bà có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội nhất định, giúp ông bà khẳng định được vị trí, giúp ông bà khẳng định được vị thế với những người xung quanh. Sự từng trải của ông là một yếu tố khiến mọi người khâm phục, ngưỡng mộ. Đặc biệt, có một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, nên những công việc tưởng chừng như khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp phát triển tốt, ông bà tuổi Canh Tý hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo tâm kinh, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đạt theo năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp ông bà xua đuổi những hung tinh, tà ma, vận hạn. Đồng thời, ông bà sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành,
đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ ông bà phát triển công việc trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi khoa học, đường tài lộc của ông bà tuổi Canh Tý bằng phẳng trong nửa cuối năm 2021 Tân Sửu. Nếu vẫn còn đang đi làm, ông bà có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những ai đã nghỉ hưu, ông bà sẽ duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp ông bà có một cuộc sống chất lượng cao. Bên cạnh đó, những người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Muốn kích vượng vận tài lộc thì ông bà tuổi Canh Tý hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hại kẻ xấu, ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc phát triển, sự nghiệp, việc đầu tư, làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi có cho thấy cục diện nhị hợp của năm 2021 sẽ đem lại tác động tích cực, khiến đường nhân duyên của ông bà nội Canh Tý sinh năm 1960 phát triển khá tốt đẹp. Ông bà thường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống của mình yên ấm. Tất cả đôi khi những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn được chọn tin tưởng và cùng nhau vượt qua sóng gió. Ngoài ra, thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe và tăng cường các mối quan hệ xung quanh ông bà, đặc biệt là giúp cho gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong 6 tháng cuối năm 2021, ông bà sinh năm 1960 có thể phải chịu một số áp lực khá nặng nề, khiến sức khỏe có dấu hiệu suy giảm. Cho nên ông bà cần căn cứ vào tình hình thực hiện của bản thân để sắp xếp kế hoạch làm việc, sinh hoạt đầy đủ. Dù sao ông bà cũng không còn trẻ tuổi, một va vấp hoặc sự cố nhỏ cũng dễ gây tổn hại đến cơ thể. Vậy nên trong thời điểm này, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp ông bà khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, giúp tâm được thanh tịnh. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu mang lại sức khỏe và bình an cho ông bà trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Canh Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Tháng 7 âm lịch, bước sang tháng 7, ông bà may mắn có tam hợp quý nhân phù trợ, lại thêm quan ấn tương sinh, rất có lợi cho công việc làm ăn. Nhờ điều đấy mà khó khăn trong công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Sức khỏe của ông bà trong thời gian này cũng được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh khỏi bệnh, nhất là những ai vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Có điều, ông bà cần cẩn trọng khi đi xa, đề phòng tai nạn xe cộ. Tử vi tháng 8 âm lịch. Sức khỏe của ông bà tuổi Canh Tý trong tháng này có phần giảm sút, nhưng bù lại công việc tiến triển khá thuận lợi, chuyện kinh doanh, đầu tư thuận lợi hơn trước. Ông bà trong tháng 8 âm lịch thu về không ít tiền lãi. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Sang tháng 9 âm lịch, chính tài đường vượng, chỉ cần ông bà tuổi Canh Tý tập trung làm tốt công việc hiện tại thì ông bà cũng kiếm được bộn tiền. Đây cũng là thời điểm ông bà có thể mở rộng quy mô công việc, nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới cũng có thể thử sức. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi có cho thấy áp lực tiền bạc trong tháng khá lớn, ông bà tuổi Canh Tý kiếm tiền không dễ dàng, phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Điểm sáng trong tháng là vấn đề sức khỏe được cải thiện. Dù cuộc sống áp lực nhưng chỉ cần ông bà suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực
cuối cùng cũng sẽ đạt được đền đáp xứng đáng. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Do chịu tác động của lưu nguyệt thái tuế, tháng này ông bà Canh Tý có chút áp lực về tinh thần. Theo đó, chuyện tình cảm và gia đạo gặp không ít rắc rối, trở ngại, lại có quan ấn tương vượng. Công việc của ông bà tiến triển tốt, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng giá trị. Bản thân vừa có tiền bỏ túi, lại vừa có được cấp trên trọng vọng để bạn thăng tiến. Tử vi tháng 12 âm lịch. Nhìn chung vận trình tháng cuối cùng của năm Tân Sửu trôi qua khá nhẹ nhàng đối với ông bà tuổi Canh Tý. Được lục hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện trước mặt nhảy vọt, chuyện làm ăn gặp thời gặp vận, lại thêm quý nhân phù trợ nên cơ hội kiếm tiền từ giữa tháng, phần khí vượng, tiền đổ về túi của ông bà, ầm ầm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Canh Tý trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi. Thứ nhất, sao hạn ông bà tuổi Canh Tý. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm Tân Sửu, ông tuổi Canh Tý được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là phước tinh, mang lại may mắn, an ủi, tốt lành nhất, đã về hôn sự. Tuy nhiên lại cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan đến khí huyết trong cơ sở. Bên cạnh đó, ông bà gặp phải hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp hạn huỳnh tuyền sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn với bà tuổi Canh Tý trong thời điểm này sẽ được sao thủy chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, bà gặp phải hạn toán tận, hạn này chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài chỉ cần tai nạn, xe cộ nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên bà cần chú ý nhiều hơn về vấn đề này. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Canh Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển. Suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc, vì sao điều khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như tam môn, đại hao, thiên hư, gây phá, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tam chế. Cung xung chiếu thì gồm có các tinh thiên phúc, lòng trí thúc đẩy, nhân duyên tốt, nhưng các hung tinh thuần triệt, quan phù, thiên gốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy vận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo, sức khỏe, sự nghiệp, công danh, gia đạo. Tuy nhiên, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.